Cơn bão số 9 vừa qua đã gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đối với đồng bào miền Trung nói chung và với gia đình Sector nói riêng. Jimmy xin gửi lời chúc bình an đến tất cả mọi người và mong rằng trong thời gian tới sẽ không có những ảnh hưởng nào nữa và chúng ta sẽ sớm trở lại với cuộc sống thường nhật. Xin chào mọi người, mình là Jimmy và đây là bản tin VNG số 51. Zalo đạt mốc 1,5 tỷ tin nhắn mỗi ngày. Vào ngày 20 tháng 10, Zalo chính thức đạt 1,5 tỷ tin nhắn mỗi ngày, tăng từ 1 tỷ lên 1 tỷ rưỡi trong chưa đầy 2 năm. Đây là niềm tự hào lớn của Zalo khi nhận được sự đón nhận của cộng đồng vì có sự ảnh hưởng nhất định trong cuộc sống của người dùng. Các đối tượng sử dụng Zalo được phổ biến nhiều hơn, các cơ quan, tổ chức sử dụng Zalo để chia sẻ thông tin ngày càng nhiều. Đây là cột mốc vô cùng ý nghĩa khi Zalo tiếp tục khẳng định vị thế vào những đóng góp của mình đối với cuộc sống. Hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, Zalo sẽ có những bước tiến mới trong công cuộc kết nối mọi người. Hội thao VNG trở lại với các bạn Starter. Mở đăng ký vào cuối tháng 10 2020, hội thao VNG 16 đã mở ra sân chơi giao lưu cho các Starter tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với các môn thi bóng đá, bóng bàn, billiard, gym contest, cầu lông, bơi lội và cờ tướng. Khởi tranh vào chiều ngày 27 tháng 10, môn thi bóng đá nam tại thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức khai mạc cho hội thao VNG 16 ở hai đầu cầu. Trưa ngày hôm sau 28 tháng 10, môn cờ tướng cũng đã chính thức mở sân thi đấu cho hơn 30 starter ở hai bảng đấu là cờ tướng úp và cờ tướng truyền thống. Hiện tại, đơn đăng ký tham gia cho các môn thi còn lại tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn mở đến hết ngày 9 tháng 11. Các starter hãy nhanh tay đăng ký tham gia để được giao lưu, xả stress sau những giờ làm việc căng thẳng và có cơ hội rinh về cho mình những giải thưởng hấp dẫn từ hội thao VNG 16 nha. VNG Connect số 3 năm 2020 đã diễn ra. VNG Connect số 3 2020 đã diễn ra vào ngày 28 tháng 10 tại Atrium VNG Campus và được livestream trực tiếp tại đường link học quý mới với giao diện và các chức năng hoàn toàn mới lạ tại trang web connect.vng.com.vn. Tại buổi học quý kỳ này, bên cạnh được chào đón một gương mặt SMT mới, anh Nguyễn Lê Thành, người có thâm niên liên quan đến các dịch vụ IT, data, vận hành hệ thống trong gần 10 năm gắn bó VNG. Các starter đã được lắng nghe những chia sẻ của các anh SMT về tình hình kinh doanh trong thời gian vừa qua, cũng như cùng nhau hướng đến những mục tiêu trong quý 4 năm 2020. Hiện tại, các bạn starter đã có thể xem lại tóm tắt nội dung buổi học quý số 3 năm 2020 tại trang stack.vng.com.vn rồi đấy. VNG tiếp tục đạt danh hiệu top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam. Vào ngày 22 tháng 10 vừa qua, VNG xuất sắc giữ vững vị trí top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam tại buổi lễ vinh danh cùng tên do Alphabet tổ chức. Đây là giải thưởng được xác lập từ khảo sát đo lường tại 559 doanh nghiệp thuộc 20 ngành nghề với sự tham gia của gần 71.500 người đi làm có kinh nghiệm. Tại giải thưởng năm nay, VNG đã có màn bứt phá ngoạn mục khi xuất sắc thăng 44 hạng so với năm 2019, giữ vị trí thứ 14 trên 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, đạt vị trí Á quân trong ngành công nghệ thông tin, phần mềm và ứng dụng, thương mại điện tử và đạt top 50 doanh nghiệp Việt Nam có thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất. Chương trình Game Talk đã quay trở lại với sinh viên Đà Nẵng. Tại tuần lễ doanh nghiệp diễn ra vào ngày 16 tháng 10 vừa qua, gần 200 sinh viên Đại học Sư phạm Đà Nẵng đã có dịp hội ngộ với VNG tại chương trình Game Talk From Game Developer to Product Manager bất chấp khó khăn về thời tiết. Bên cạnh những chia sẻ về ngành lập trình game, các bạn sinh viên còn được giao lưu, gặp gỡ với các chuyên gia làm game tại Game Studio North. Rất nhiều thông tin bổ ích về lộ trình phát triển cũng như cơ hội làm việc như game developer thực thụ đã được thảo luận, mang đến không gian hỏi đáp sôi nổi khắp cả hội trường. Chung kết DUT Programming Challenge 2020. Với mong muốn tạo ra sân chơi để các bạn trẻ miền Trung ứng dụng kiến thức và tài năng của mình, sáng chế nên các sản phẩm công nghệ hữu ích, vào ngày 17 tháng 10 vừa qua, cuộc thi lập trình DUT Programming Challenge 2020 do Đại học Bách khoa Đà Nẵng tổ chức đã thu hút 25 đội, 75 học sinh và sinh viên đến từ nhiều tỉnh thành trong khu vực tham gia. Trải qua nhiều chương trình, VNG vô cùng vinh dự khi kề vai sát cánh cùng những hoạt động phát triển niềm đam mê lập trình ở thành phố Đà Nẵng nói chung và Đại học Bách khoa Đà Nẵng nói riêng. Mong rằng trong thời gian tới, VNG sẽ tiếp tục mở ra nhiều sân chơi bổ ích để các bạn giao lưu, học hỏi và nâng cao kiến thức cho mình. DUT Programming Challenge 2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp và đem lại nhiều kỷ niệm khó quên cho các thí sinh sau tham gia chương trình. Code Tour hội ngộ các coder trong mùa Halloween.
Trở lại vào đêm Halloween 31 tháng 10, Code Tour sân chơi thuật toán là cuộc thi do VNG phối hợp Big O Coding tổ chức đã thu hút được đông đảo coder tham gia. Với 3 chặng thi được tổ chức vào cuối tháng 10, tháng 11 và tháng 12, cộng với tổng giải thưởng cuộc thi lên tới gần 60 triệu đồng và số giải thưởng ở từng Code Challenge được nâng lên đến 20 giải, đây hứa hẹn sẽ là sân chơi đầy thú vị và hấp dẫn để các bạn trẻ yêu thích lập trình và giải thuật toán ở mọi miền tranh tài. Bên cạnh đó, coder nào xuất sắc và tham gia đủ 3 chặng Code Challenge còn có thể ôm trọn giải đặc biệt từ ban tổ chức nữa đó. Mọi thông tin về cuộc thi đã được cập nhật tại Live at VNG. Các coder hãy truy cập ngay codetour.vn để dự thi ngay nhé. Chương trình ưu đãi của Samsung vẫn được cập nhật hàng tháng tại trang stack.vng.com.vn. Stacker hãy nhớ theo dõi để không bỏ lỡ những ưu đãi hấp dẫn dành cho mình. Nếu có nguồn tin hot muốn đóng góp cho bản tin, xin vui lòng liên hệ team CBC hoặc inbox fanpage live at VNG hoặc VNG Corporation. Còn bây giờ thì Jimmy xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở bản tin VNG kỳ sau.